Đây, thùng Hitachi nha mọi người, một thùng Hitachi nha. Đây, con máy khoan Hitachi, con này thì ngoại hình cũng ok, chỉ có cái xu này nhìn nó hơi kiểu móc móc thôi. Đấy, nhưng mà ngoại hình xu nó cũng ít tróc nha mọi người, đây nhìn nè. Đấy, ngoại hình nhá. Rồi, điều tốc thắng ok, đảo chiều ok này. Đảo chiều máy chạy êm ru luôn nha mọi người, nhanh chậm ok này. Đấy, máy chạy rất là êm luôn. Đấy, 22 cấp trượt, một cấp khoan nhá. Đấy, quá là ngon luôn. Bên chạy là mầm luôn nha mọi người. Đấy, ok chưa? Đấy, máy khoan Hitachi 12V, máy khoan Hitachi 12V nha mọi người. Con này thì quá ok rồi, êm ru luôn. Đấy, ngoại hình với nhìn cái xu này hơi móc móc tí thôi, full chức năng nha mọi người. Đấy, cục sạc còn sống nè. Đấy, pin thì như những thùng khác thôi. Đấy, xem như vỏ pin. Đây là thùng số 36. Thùng này 1.180.000. 36 1.180.000 nha mọi người. Đây, thùng khoan Hitachi nha mọi người, thùng khoan Hitachi nha. Đây, khoan Hitachi. Đây là con khoan Hitachi 12V. Khoan Hitachi 12V nha mọi người. Con này thì siêu êm nè. Đấy, điều tốc thắng ok, đảo chiều ok, đào không cạc nhá. 22 cấp trượt, một cấp khoan nha mọi người. Đấy, cầm con này đã tay lắm mọi người nhé, cảm giác nó cứng ngắc vậy á. Đó, thắng gạch cặp luôn. Đấy, ngoại hình thì như con này thì ngoại hình cũng vừa phải nha mọi người. Về phần thân xu thì khá là ok. Đấy, nó cũng nằm trong tầm tầm đẹp với nha mọi người. Tại vì xu này đồ bãi thì mọi người biết rồi, xu này rất hay bị hư. Nhưng mà con này xu đồ còn đẹp này, chỉ có là cái phần đầu này thôi. Phần đầu này thì nó, cái phần này người ta sơn mã nó hơi bị tróc tróc thôi. Đấy, chứ còn phần xu mọi người nhìn thấy đẹp không? Đấy, con này mà về ai có cái con giống như thế này mà cái đầu đẹp mà xu tróc á, thay cái đầu vào rất là đẹp luôn. Còn máy thì ok rồi, đó, thấy không? Đấy, thấy không mọi người? Đấy, khoan Hitachi 12V, khoan Hitachi 12V rất là êm luôn. Đấy, nhanh chậm ok, trái phải ok, điện tốc ok, thắng ok, nói chung là full chức năng. Số 37 nha mọi người, 37, thùng này 1.180.000.
1.180.000 nha. Đây, thùng Hitachi nha mọi người, thùng Hitachi nha. À. Đây. Đây là một con máy bắn vít Hitachi 12V. Con này đời con này thì khá là hiếm nha mọi người. Con này nó có chỉnh cái này là nhớ là như nó chỉnh búa, tức là nó ngắt theo búa hay sao mọi người. Đây nè, nó chỉnh là từ nó đá búa là 10 búa này hoặc là 7 đến 9 búa, 1 đến 6 búa. Là cái lực của nó, cái lực hay là nha mọi người. Đến lúc cái lực đập của nó nha mọi người. Khi mà nó búa là cái này như đó, nó chỉnh lực búa theo theo cái cấp búa cái, nó chỉnh cái số búa nó đập đó nha mọi người. Con này thăng rời ra ngoài thì rất là mạnh. Điều tốc thắng ok nhé. Đảo chiều ok. Đào không rơ này, chỉ hơi nhích chạy tí thôi, không ảnh hưởng gì nhé. Đấy. Cái trang bị nó hơi bị bẩn. Ok nhé. Này tiếng máy rất là đã nha mọi người. Này, búa đập này. Ok nha mọi người. Đấy. Con vít Hitachi 12V thăng rời thăng ngoài. Con này thì đừng hỏi đồ mạnh nữa. Đây, sạc sóng nha. Đấy, hai bộ pin thì đang chạy đấy nhưng mà mình không bao cầm nha, mình bán xem vô vỏ pin nha mọi người. Đây, số 38. 38, con này 1.080.000. 1.080.000 nha mọi người. Đây, một thùng Hitachi nha mọi người, thùng Hitachi nha. Đấy. Thùng này thì mình chỉ cho mọi người đây. Cái đường văn phía sau này nó bị mắc là người ta chế cái dây thép vào này. Đây, cái này người ta chế dây thép nha. Mọi người về không bằng dây thép thì mọi người để hai miếng nhựa, miếng xu á, nhựa xu mọi người dán vào đây. Dán không thì bắt vít vào đây. Đấy. Là nó dễ hơn. Còn mấy dây thép này thì sau này thay không có thì mọi người thay đi nhé. Đấy, thùng cái chỗ bản lề này dễ chế, không có mọi người gắn cái bản lề cửa vào đây cũng được, rất là dễ nha mọi người. Đấy. Đấy. Đây là con máy khoan Hitachi 12V nhá. Máy khoan Hitachi 12V. Con này thì ngoại hình nó thật chứ nó cũng xấu. Này, này. Xu rồi nó cũng bạc tróc luôn này. Đấy. Như thế này. Nhưng mà con máy thì mình thấy là nó chạy rất là êm nhá. Điều tốc thắng ok, đảo chiều ok nha mọi người. Đấy. Đấy. Chậm này. Đấy, nhanh này. Đấy. 22 cấp trượt một cấp khoan nha mọi người, 22 cấp trượt một cấp khoan. Đấy. Ok. Đào này. Đó. Hơi rung. Ok. Cầm con máy có vẻ hơi rung nhé. Đấy. Rồi. Đấy nha mọi người. Ok chưa? Đấy, một bộ máy khoan Hitachi 12V. Đấy, ngoại hình xấu. Đấy, nhưng mà chạy trái phải ok, điều tốc ok, thắng ok nha mọi người. Cầm thì có vẻ hơi rung. Đây.
sạc còn sống nha, pin thì mình không bao cầm rồi, bán xem như vỏ pin. Số 39. 39. Thùng này 950.000. 950.000 nha mọi người. Đây là thùng Hitachi nha mọi người. Thùng Hitachi. Đây. Đây là một con khoang bắn vít Hitachi 12V nhá, 12V nhá. Con này thì khá là ok, đầu mọi người thấy nó cũng ít xác này. Này, su này. Su nó cũng còn khá là ok, mọi người thường su nó nát hết rồi. Ít con nó còn được như thế này đó. À, máy êm ru nha. Máy rất là êm luôn. Điều tốc thắng ok nhá. Đảo chiều. Ok nha mọi người. Full chức năng. Đầu không rơ này, không gạt nhé. Đấy, máy nghe êm không? Rất là êm nhé. Ok nha mọi người. Đấy. Điều tóc rất là mượt luôn. À, xong. Đây, một con máy khoan bắt vít Makita Hitachi 12V nhé. Hitachi 12V. Đấy. À, mấy anh em thường hỏi mình là dùng bắn tôn thì dùng cái gì được, thì bắn tôn thì 12V là đã bắn tôn tốt rồi mọi người nhé. 12V. Đấy, bắt vít 12V là đã bắn tôn tốt rồi. Đấy, ai có điều kiện á, thì chơi hàng lớn hơn 18V. Còn nếu không có điều kiện á, cứ xài 12V là vô tư rồi mọi người nhé. Xài 12V là bắn vít tôn ok rồi. Đấy. Mình bán cho đài những anh đi làm máy tôn với lại tôn cho chống thấm chống đồ, người ta bắn với lại người ta đi bắn quảng cáo á. Người ta làm người ta bắn tôn vô tư mọi người. Sắc ly tư, 2.5 ly rồi gì bắn cũng được nhé. Đây là số 40. Số 40. Thùng này 1.080.000. 40, 1.080.000 nha mọi người. Thùng Hitachi nha mọi người. Một thùng Hitachi. Đây. Đây là con máy khoan bắn vít Hitachi 12V. Khoan bắn vít Hitachi 12V, thang rời thang ngoài nha mọi người. Thang rời thang ngoài. Đấy, máy rất là êm nhá. Điều tốc thắng ok. Đảo chiều. Ok nhá. Đấy. Đấy, thắng cạch cạch nha mọi người. Đầu cứng nè. Đấy. Không bị cạc nhé. Đấy, con máy nhìn xu rồi còn ok không? Chụp rồi còn luôn. Đấy. Vỏ pin nhìn khá là mới nha mọi người. Ok, máy rất là mát nha mọi người. Quạt rồi thổi gió rất là mát luôn. Đấy, cục sạc sống. Pin thì mình bán mình không bao cầm, mình bán xem như vỏ pin nha mọi người. Số 41. 41, thùng này 1.250.000. 1.250.000 nha.
Đây mọi người, thùng Hitachi nhé. Thùng Hitachi nha mọi người. Đấy. Đây là con máy Hoàng và Bắc Vít Hitachi 12V. Con này thì khá là ok nha mọi người. Đây. Này, chỉ có để nó bị cả bụi rồi nó đắp bẩn này. Tem thì nó hơi bị tróc rồi về mọi người dán lại này. Đây ha. Hơi bị bung một tí về mọi người trên dán lại đây. Này, nó bung ra này. Đấy, còn mọi người chú ý nhìn cái đầu này. Cái đầu nhìn nó còn mới ok không? Đây, chỗ này nó chỉ cả hơi xước xát rồi thôi. Này, sơn xiết rồi còn đẹp này. Đấy. Điều tóc thắng ok nhá. Đảo chiều này. Đấy. Đầu không rơ không cạp này, rất là ngon. Máy rất là êm nha mọi người. Hitachi 12V. Đấy, con này chạy bao xe luôn. Đấy. Quá đã nha mọi người. Máy Hitachi thì khỏi phải nói rồi. Rất là êm, rất là trâu. Đấy. Đây nhá. Rồi. Một thùng Hitachi, máy full chức năng nha mọi người, cục sạc sống nhá. Hai quả pin này thì đang chạy đây, nhưng mà mình thì mình bán mình không bao pin nha. Bán xem như vỏ pin nha mọi người, pin zin mà. Pin zin là không ai bao cả. Ok. Đó, thùng. Và cái thùng còn rất là đẹp. Đó. Đấy. Đây. Chỗ này hơi lủng lủng tí không có sao nhé. Năm mươi mốt thùng này 970.000. 51 970.000 nha mọi người. Đây, một thùng Hitachi nha mọi người. Một thùng Hitachi khá là đẹp luôn. Đấy. Thùng này gọn. Thùng này là máy khoan Hitachi. Khoan Hitachi 9.6 nha. Khoan Hitachi 9.6. Thì con này đang bị cạc cái đầu vít trong này nè. Về mọi người nhỏ xí nhớ gõ cho nó lông ra nhé. Con này khoan nó có khóa đầu nha mọi người. Có khóa đầu nè. Đấy, điều tóc thắng ok. Đảo chiều. Ok nhé. Chế độ nhanh chậm nè. Chậm nè. Nhanh nè. Đấy, chế độ nhanh chậm này thì mình cũng thường nói với mọi người rồi. Khi mình mới khoan vào á, mình để chế độ nhanh cho nó vào, nó ăn mũi nha mọi người. Ăn vào, khi nào mọi người khoan sau, khoan mà hoặc là bắt vít đồ mà nó nặng quá là mọi người chuyển qua chế độ chậm này, lực xiết nó sẽ mạnh hơn nhé, nó sẽ vào hơn nhé. Ok. 22 cấp trượt, 1 cấp khoan này. Đấy, thấy chưa? 22 cấp trượt, 1 cấp khoan. Đấy. Tem này thì về mọi người dán lại nhé. Đây nha mọi người. Đó. Rồi, cục sạc sống nha. Con này nó mạnh lắm nha mọi người, mạnh lắm. Nó kiểu như con 12V vậy. 9.6 thì về mọi người dùng thì nó lợi pin hơn. Đấy, lợi pin nó mát máy hơn nha. Sạc còn sống nha mọi người. Pin thì mình test còn chạy đó, nhưng mà không bao cầm nhé. Bán xem như vỏ pin. Năm mươi hai thùng này 780.000. 52 780.000 nha mọi người. 780.000.